Mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, bệnh tuyến giáp là căn bệnh rối loạn nội tiết thường gặp, tình trạng thiếu hoặc thừa hormone tuyến giáp đều gây ra những vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là ở trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai. Chúng tôi sẽ dành toàn bộ thời lượng chương trình xoay quanh những thông tin hữu ích về căn bệnh này. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi, thông tin được đăng tải trên trang Sức khỏe và Đời sống bác sĩ Việt và kỳ tích nội soi tuyến giáp một lỗ đầu tiên trên thế giới. Kỹ thuật này đã được các bác sĩ tại bệnh viện Nội tiết Trung ương nghiên cứu và sáng tạo ra, giúp nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân tuyến giáp. Theo thạc sĩ bác sĩ Phan Hoàng Hiệp, trưởng khoa điều trị kỹ thuật cao bệnh viện Nội tiết Trung ương, nếu như trước đây phẫu thuật tuyến giáp chủ yếu là mổ mở, sẹo lớn ở vùng cổ ngực thì nay với phương pháp nội soi tuyến giáp một lỗ có nhiều ưu điểm như giữ được tính thẩm mỹ bởi vết mổ được giấu đi, chỉ có một sẹo duy nhất kích thước khoảng từ 2 tới 3 cm nằm trong hõm nách không làm thương tổn thêm các vị trí khác, đảm bảo gần như trọn vẹn nhất so với mọi kỹ thuật nội soi khác. Bên cạnh đó, nhờ phương pháp này, các bác sĩ đi thẳng vào tuyến giáp chứ không cần phải bóc tách rộng ra. Chính vì thế tổn thương gây ra sẽ tối thiểu cho bệnh nhân. Một bệnh nhân mổ tuyến giáp theo phương pháp thông thường sẽ phải nằm viện từ 4 tới 6 ngày, còn đối với phương pháp nội soi một lỗ này thì chỉ phải nằm viện từ 3 tới 4 ngày tùy thể trạng người bệnh. rối loạn chức năng tuyến giáp liên quan đến suy tim. Nghiên cứu mới từ Đại học Pennsylvania ở Philadelphia, Mỹ chỉ ra rằng những người bị suy giáp có nguy cơ cao bị suy tim nặng. Người cường giáp có thể dẫn tới bị bất thường nhịp tim, thường là nhịp tim nhanh. Để kiểm tra mối liên quan giữa rối loạn tuyến giáp và nguy cơ gây hại, nghiên cứu được điều tra trên 1.300 bệnh nhân bị suy tim từ trung bình tới nặng trước đó. <laughs> Biểu hiện của bệnh bướu nhân tuyến giáp Bệnh bấu nhân tuyến giáp thường không có triệu chứng gì đặc biệt. Thường bệnh được phát hiện khi nhân đã lớn, nhìn rõ từ bên ngoài, sờ vùng trước cổ có một hoặc nhiều nhân. Các nhân này có thể phát triển từ vùng của tuyến giáp bị viêm hoặc một thùy tuyến giáp bị tao bẩm sinh. Thùy còn lại sẽ phì đại để bù trừ và phát triển thành nhân giáp. Đa số các nhân là u nang chứa dịch và ở dạng nằm im, không hoạt động nên bệnh nhân thường không có biểu hiện. Tuy nhiên, nếu nhân phát triển lớn, nó có thể gây chèn ép tại chỗ, dẫn đến khó nuốt, nuốt vướng, có cảm giác tắc nghẹn hoặc khàn tiếng, thay đổi giọng nói. Trong một số trường hợp, nhân tuyến giáp hoạt động quá mức, gia tăng sản xuất hormone tuyến giáp, gây rối loạn chuyển hóa trong cơ thể, khiến người bệnh có biểu hiện cường giáp như mệt mỏi và yếu cơ, sụt cân hoặc tăng cân, tim đập nhanh, rối loạn giấc ngủ, sợ nóng, ra nhiều mồ hôi. Xác định bướu nhân tuyến giáp lành hay ác tính, Siêu âm vùng cổ giúp xác định vị trí, kích thước và số lượng một hay nhiều nhân tuyến giáp, phân biệt các nhân là u nang chứa dịch đặc hay lỏng. Tuy nhiên, siêu âm không có khả năng phân biệt các nhân đó là lành tính hay ác tính. Để xác định nhân tuyến giáp là lành tính hay ác tính, cần làm thủ thuật chọc kim nhỏ vào các nhân, lấy mẫu mô đem soi dưới kính hiển vi tìm tế bào ác tính. Thực phẩm hỗ trợ điều trị tuyến giáp, cải bó xôi Cải bó xôi rất giàu vitamin A cần thiết cho sức khỏe. Vitamin A cũng giúp duy trì trạng thái cân bằng, kiểm soát tuyến giáp. Tuyến giáp, tuyến nội tiết trong cơ thể cũng sử dụng vitamin A để kiểm soát tiết hormone tuyến giáp. Do vậy cải bó xôi là một trong những bài thuốc hàng đầu tại nhà giúp trị bệnh tuyến giáp. Dầu dừa, khi hormone tuyến giáp tăng cao, sản sinh estrogen cũng tăng, dẫn tới cản trở hoạt động của tuyến giáp. Dầu dừa giúp giảm estrogen và cũng tăng cường tốc độ chuyển hóa của cơ thể. Kết quả là nó đốt cháy chất béo thành năng lượng. Sử dụng dầu dừa một muỗng cùng với sữa một cốc hàng ngày là một trong những bài thuốc tại nhà tuyệt vời trị bệnh tuyến giáp. Lời khuyên của thầy thuốc đối với thai phụ mắc bệnh tuyến giáp. Hậu quả của suy giáp ở người thai phụ là tăng huyết áp có thể gây ra các biến chứng như sảy thai, tiền sản giật, sinh non. Các thai phụ có nguy cơ cao bị mắc bệnh tuyến giáp trước đó đã được chẩn đoán là đô, suy giáp, bướu cổ đơn thuần, bướu nhân tuyến giáp. Những thai phụ có tiền sử trong gia đình có bố mẹ, anh chị em bị bệnh tuyến giáp đã bị bệnh tuyến giáp ở những lần có thai trước, có tiền sử sản khoa xấu như lưu thai, sinh non, trẻ sinh ra bị dị tật bẩm sinh, mắc bệnh đái tháo đường tuyết một hoặc có mắc các bệnh tự miễn như viêm khớp dạng thấp, lupus, cần đi khám tại các khoa nội tiết ngay khi biết mình có thai. Trường hợp nghi ngờ sẽ được cho siêu âm tuyến giáp và một số xét nghiệm máu đặc biệt. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình ngày mai sẽ là những thông tin về tác dụng từ ánh sáng mặt trời, mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi để biết thêm nội dung chi tiết. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.